Shop phụ kiện săn bẫy xin chính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay shop xin giới thiệu một bộ thòng khung chuồng cúc điệp nhé anh em. Một bộ của nó gồm 10-05 vòng nhé. Những cái vòng của nó là đều có quấn đồng đầy đủ nha anh em. Đó. Một bộ nó là gồm 10 chân và cứ một chân của nó là có 5 vòng như thế này nhá. Là tổng là 10-05 vòng nha anh em. Là 10 chân 5 vòng ấy ạ. Một bộ của nó là lúc nào cũng được tặng 5 dây sơ cua ở góc bên phải này nhá. Bất kể là bộ nào cũng được tặng 5 dây sơ cua ở góc bên phải này nhá. Shop em là gồm có hai loại là màu thép đen và màu thép trắng nha anh em. Tuy nhiên là cái thép đen này thì nó mắc hơn một xíu. Anh em chơi bình dân thì cứ lấy cái loại thép trắng này thôi nhé. Đó. Đây là cước nhật là đan 4 nha anh em. Đây em quay gần cho anh em coi ạ. Đây là cước nhật đan 4 nhá. Màu đen à quên màu đen với màu xanh nó đều giống như nhau nhá. Đều cước nhật đan 4 ạ. Đó. Vòng nào như vòng đó nha anh em. 10 vòng như cả 10 nhá. Đó, nó đều rất là đều nhau nha anh em. Đó. Một bộ như này thì shop em đã làm sẵn rồi anh em chỉ mua về chỉ việc mang đi đánh thôi nhá. Đảm bảo nó dính màu là không bao giờ xảy cho anh em nhá. Anh em khỏi lo nhá. Đây ạ. Đây là ván của nó là ván này là ván gỗ rừng nha anh em. Không phải ván ép như mấy cơ sở khác nhá. Đây là ván gỗ rừng nhá. Cái ván này có chức năng là dưỡng thòng cho anh em nhá. Đó, ngoài ra nó còn có cái quai sắt này rất là chắc ăn cho anh em nhá. Đó. Nó có hai màu nhá. Màu dây màu xanh và dây màu đen nhá. Nó đều tàng hình giống như nhau hết nha anh em nhá. Đó. Chân của nó đã được mài nhọn đấy nha anh em. Chân của nó đã được mài nhọn để phù hợp để cắm những cái địa hình hiểm trở nhé. Đây ạ, màu đen với màu thép đen thép trắng nó đều như nhau nhé, đều tốt như nhau ạ. Đó, em quay xa cho anh em coi rõ này, cái form của nó này. Đó. Rồi, ngoài ra shop em còn có rất là nhiều cái loại thòng nhé, thòng bẫy chằng nghịch đa đa nhé anh em. Đó, shop về số lượng rất là nhiều, anh em muốn đặt hàng bao nhiêu cũng có hết nhé. Đặt hàng cứ inbox cho em hoặc để lại số điện thoại em sẽ gọi lại nhé. Đó. Ngoài ra còn có thòng khung này, thòng khứu này, thòng đa đa này, thòng chim, tất cả các loại chim treo trên cây và cắm ở đất nhé. Đây ạ. Đây là lưới cung bẫy đa đa nhé anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em.